Lui ngang nha. Dạ. Nay mình khỏe không? Bữa nay là đám giỗ ở ngoài của Hoài Phương. Đây là vợ của em Hoài Phương. Còn đây là hot boy nổi tiếng clip thầy Thuận. Còn đây là cô ba học lụm. Nhìn cái tướng lại là biết không có tâm rồi. Bye.
Lớn lên đừng có quậy giống ông Hai nha con. Ông Hai cũng lầy lụa lắm. Ông Hai ông lầy lắm à. Quen không? Hả? Quen không? Quen không? Quen không? Quen không? Mơ mốt mà giống Chí Hải là quánh mày luôn. Đội kìa, trời, đội kìa. Đội chứ, đội điện thoại á. Đội điện thoại hả con? Đội điện thoại á. Nó bữa nay thu hoạch được nhiêu nè? Thu hoạch được nhiêu nè bạn ơi, thu hoạch đang lo sửa nhà mấy bạn ơi, giờ khổ lắm. Chị ba mày đâu? Đây đây là dâu thứ bảy, dâu thứ bảy đợi nấu xong mới ra, không lẽ tống đạp chứ. Đây là cháu nội tính đoan. Hên năm nay bà có con nhỏ, tôi tha cho bà đó, thôi tôi đạp bà rồi.